Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với video của mình nha. Bây giờ chúng ta lại bắt đầu chơi game Farmme như mọi ngày thôi mọi người. Trước tiên là chúng ta vào đội nhiệm vụ trước nha mọi người. Mình đội nhiệm vụ để cố gắng làm 3 vé nha mọi người. Khó quá mọi người ạ. Thế là nick này chúng ta làm được 2 vé thôi nha mọi người. Muốn làm 3 vé nhưng nó khó quá mọi người ạ. Trời ơi, đưa lên kịp để kết hồn. Giờ chúng ta sâu 5 lúa nha mọi người. Rồi chúng ta làm nhiệm vụ tới 4 táo nha mọi người. Giờ chúng ta sell cà rốt với chúng ta lấy 15 triệu nha mọi người. Thì cái này các bạn có phải nhận ạ? Đâu sell 5 cà rốt và chúng ta sẽ lấy sell 5 onion nha mọi người để nhìn tới onion đã. Mẹ bật tóc hành bây giờ. Chúng ta đợi 37 phút rồi mới vào mô hình là nick đó nha mọi người. Này chúng ta làm được 3 vé nha mọi người. Mua 5 lúa này. Rồi là chúng ta đi thu hoạch 5 on này nha mọi người và tới 10 lúa nha mọi người. Chúng ta sell 8 rừng nè mọi người. Tới 10 lúa nha mọi người. Tại chúng ta làm nhiệm vụ sau 8 rừng cái hết rừng rồi nên chúng ta phải giao lại cho mọi người. Chúng ta phải tới lại cho mọi người. Rồi chúng ta qua được mua 2 táo rồi chúng ta hoàn thành 3 vé rồi mọi người. Đi mua táo rồi mọi người ơi.
Dùm mua 2 táo cho mọi người. Ok, thế chúng ta hoàn thành 2 vé rồi nha mọi người. 3 vé rồi nha mọi người. Chúng ta đi thu về thay gà cho mọi người, nhưng mà làm nhiệm vụ luôn xe ba gà, cho ba gà cho mọi người. Ít này là chúng ta nhiệm vụ của chúng ta là cái thứ việc người gắn chiếc vào Uberlet thôi mọi người ạ. Đằng sau Uberlet là gắn hai chiếc mọi người ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hai táo cho mọi người. Táo không có để chúng ta qua được làm hết nhiệm vụ cho mọi người. Chúng ta qua được nha mọi người. Lấy 40 đá này, hay sâu bên led này, sâu 2 đá này và lấy 15 triệu nha mọi người. Giờ chúng ta mua omelet cho mọi người, mua để cắn nhiệm vụ là cắn sau omelet mọi người ạ. Bây giờ chúng ta lấy 15 riu trước nha mọi người. Mình mua 2 táo để mình sâu 2 táo luôn mọi người. Giờ làm nhiệm vụ cây 15 lần trước nha mọi người. Cây 15 lần xong chúng ta làm 40 đá là hoàn thành 3 vé nha. Thế là đi để bắt nè, là đang ăn đá hai thì có còn được nhau.
chờ lấy đá nha mọi người. Ôi, đỏ. Của Trương. Giờ chúng ta cắn thêm một omelette là hoàn thành 3 bánh nha mọi người. Tới nha mọi người, chắc là tới 6 giờ tối nha mọi người.
là chúng ta làm được hai cái nha mọi người.
Thank you.
Video đây nha mọi người, hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo nha mọi người.